Mời mọi người ăn cơm chiều với em nha. Bữa nay em làm món cá hú kho với tương nha mọi người. Món này cực kỳ ngon luôn á, ăn là nhức nách luôn mọi người. Với... Cái món cá hú kho tương này ăn là nhức nách luôn, rất là hao cơm nha mọi người. Thôi bây giờ em sẽ mở tủ lạnh ra em lấy 2 con cá nha. Bữa nay không có đi chợ, sáng có gửi ông anh mua giùm rồi. Thì với về mình là rửa chén rửa bát xong nấu cơm lên, giờ đem cá lên mặn thôi. Mua 2 con thì 1 con mình sẽ kho tương, 1 con ngày mai thì mình sẽ nấu canh chua nha. Rồi giờ em đi mặn cá nha. Bây giờ em sẽ hồ biến một cái là mặn xong con cá nha. Rồi cá mặn xong giờ em bắt cái chảo lên nha. Em sẽ thử mở tỏi á, cho con cá mình nó không có tanh nha. Giờ tỏi đã vàng cho cá vô nha. Cá này em khứa khúc 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 cái vừa ăn nha. Một con nó thì mình khứa được mấy khúc đó, như đủ ăn rồi. Mình xào qua xào lại thì nó con cá mình nó thấm rồi, mình sẽ cho tương hột vô nha. Cái này là một tương tương hột mình cho hết cũng được mà cho nửa hũ cũng được nha. Em cho nửa hũ thôi. Rồi sau đó em sẽ chế 1 ca nước vô nha. Cái món này á thì lâu lắm rồi mới ăn nha. Món này cá kho tương cực kỳ ngon luôn. Bây giờ em sẽ cho nước mắm vô, nêm đường bột ngọt vô nha. Mình vừa ăn là được nha mọi người. Thì mình nêm xong mình sẽ thử lại nha. Bây giờ mình sẽ để cho nó tan đấy, đi mình quậy để tan đường bột ngọt ra đi, mình để cho nó sôi nha. Quay đem mở cái tủ lạnh ra em lấy rau nha. Rau hôm qua em còn á thì em bỏ vô bọc nha, nó cho nó tươi nha. Bây giờ em lấy ra em cho nó ra dĩa nha. Thì cải xà lách với rau thơm đồ đó mọi người. Rau này mà mình chấm với cá kho tương là ăn cực kỳ ngon nha. Với sắc thêm trái dây leo nữa, sắc sao mà nó rớt ra ngoài trơn rồi. Bây giờ quay vào đây thì cá mình đã sôi rồi nha. Thì em sẽ vớt bọt nó nha. Cá mình kho mình phải vớt bọt nha mọi người, cho cái nước cá mình nó trong nha. Đó, mình vớt bọt xong rồi thì con lúc này con cá nó chín rồi nha. Giờ em sẽ mình sẽ nêm lại vừa ăn là được nha. Cá rất là ngon nha mọi người. Thì em sẽ cho hành lên nha, mình sẽ rướn hành lên rồi cho nó đều là ok đó nha mọi người. Bây giờ thì em sẽ đem ra ăn cơm nha, mời mọi người ăn Mời cơm mọi chiều người nha. ăn cơm chiều với em nha. Bữa nay em làm món cá hú kho với tương nha mọi người. Món này cực kỳ ngon luôn á, ăn là nhức nách luôn mọi người. Với lại chấm rau sống á, ăn cực kỳ ngon luôn á. Mời mọi người ăn cơm chiều nha. Bữa nay em có dâu dưa leo nha. Rồi, có cải thảo rồi mình chấm. Món này lâu lắm mới ăn vậy nha mọi người. Hú mà kho tương à, cực kỳ ngon mọi người ơi. Quá đã luôn.